Chị Mỹ Ngân xin gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương của đài truyền hình Việt Mỹ TV Home Shopping, được phát hình trên băng tần 14.6 thưa quý vị. Bây giờ thì quý vị sẽ gặp gỡ nữ ca sĩ Khánh Anh. Vâng, em chào chị Triệu Mỹ Ngân và Khánh Anh cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi trên băng tần 14.6 của đài VMTV ngày hôm nay. Vâng, và trước khi đến với chương trình Home Shopping thì Khánh Anh cũng xin kính chúc quý khán giả có được một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, hạnh phúc bên gia đình và những người thân của mình. Và có thể nói là ngày hôm nay trời mưa cũng hơi lạnh đúng không Hơi chị? buồn. Dạ, Dạ, hơi buồn một thường tí. thường là mưa nó gợi cho mình rất là buồn, mà nhất là gợi cho nhiều kỷ niệm. Những cái kỷ niệm nào mà thuộc vào những ngày xa xưa mà có mưa thưa quý vị, cho nên thường thường nó là tiếng Ký mưa ký buồn, ức kỷ đúng niệm, không? Tiếng mưa buồn, tiếng mưa tiếng mưa buồn. không thể nào làm cho con người vui được. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị, cho dù mưa thì hay là nắng thì chúng ta cũng phải chấp nhận đó là chuyện của trời. Dạ đúng rồi. Và cái điều chủ yếu là chúng ta sống mỗi ngày, không gian bên ngoài nó cũng tác hại đến con người. Người Dạ. ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đúng Dạ đúng không? rồi. Nhưng mà cảnh buồn người cũng có thể vui được thưa quý vị, tại vì cái vui là cái năng lượng rất là tuyệt vời ở trong con người của chúng ta lan tỏa ra bên ngoài, thì chúng ta cũng cảm nhận thấy vui và thấy đẹp. Đẹp hay là vui có nhiều lúc là con người tự tạo ra nó chứ không phải là bên ngoài. Thì cái nào cũng có, nhưng mà cái chủ yếu phần đông là con người tự tạo cái niềm vui thưa quý vị. Khi chúng ta cảm thấy khỏe khoắn trong người, vui vẻ trong người, thì cho dù những giọt mưa rơi rất là buồn tí tách như vậy, nhưng mà vẫn thấy vui trong cái một gia đình ấm cúng. Chị em chúng tôi cũng xin gửi đến một ngày vui đến tất cả mọi người trong những cái giọt mưa rơi, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng vì âm hưởng của mùa xuân đã tràn ngập khắp Dạ nơi. đúng rồi ạ. Và chương trình lúc nào cũng muốn mang lại cho quý vị niềm vui và ấm áp trong những cái ngày chúng ta đang tận hưởng những gì mà đang có trong cái cuộc đời này, là những cái sản phẩm mà đem lại cái nguồn sống, sức sống mãnh liệt cho con người của chúng ta. Cho nên chị em của chúng tôi lúc nào cũng muốn mang lại cho quý vị cái niềm vui về sức khỏe trong cuộc sống này thưa quý vị. Vâng, và trước khi đến với chương trình Home Shopping thì Khánh Anh cũng như là chị Triệu Mỹ Ngân cũng mong là quý vị khi mà mình có coi livestream ở trên Facebook của VMTV thì quý vị cũng hãy like và share cái chương trình của chúng tôi thật là nhiều 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 để cho chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn cũng như là phát triển hơn và đồng thời cũng mang những cái sản phẩm tốt nhất đến cho quý khán giả. Vâng, và một lần nữa thì Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với chương trình Home Shopping ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ nói đầu tiên là về cái sản phẩm Cordyceps đi. Bởi vì em thật sự luôn là em rất là thích cái loại nước Đúng rồi. trước khi mà mình biết loại viên. Thì ngày hôm nay cái sản phẩm Cordyceps của chúng tôi á quý vị, đây nó là gọi là Plus Cordyceps. Thì quý vị biết là khi mà mình uống cái dạng nước á thì quý vị biết là nó sẽ thẩm thấu được trong những cái tế bào máu của mình nhanh hơn và cái hiệu quả của cái sản phẩm này nó sẽ tác động lên quý vị và giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái vấn đề về về thận nè, rồi về gan nè, hay là được cải thiện được cái giấc ngủ cho quý vị, nói chung là rất là nhiều. Và đặc biệt là sở dĩ chúng tôi có cái dạng nước như thế này là quý vị biết á, là Khánh Anh biết là nhiều chị em phụ nữ hay là các cô chú lớn tuổi mình rất là lười uống cái dạng viên, bởi vì mình uống cái thuốc đặc trị riêng á nó nhiều quá rồi, một ngày là 6 tới 7 viên và nhiều khi mình không có nhớ nữa. Nhưng mà đối với sản phẩm nước này thì quý vị mình không cần lo là mình phải ngán thuốc hay gì hết. Và cái sản phẩm dược thảo này quý vị rất là nhanh quý vị ơi. Đây, một cái lọ như vậy là 50 ml nha quý vị nha. 50 ml thì cái vị của cái sản phẩm này thì nó hơi nhẵn nhẵn một tí xíu nhưng mà rất là dễ uống quý vị và giúp cho mình là thẩm thấu được nhanh hơn trong cái tế bào máu. Và sản phẩm này thì được sản xuất
tại Nhật Bản nha quý vị. Tại Nhật Bản thì bây giờ giá như thế nào thì chị Triệu Mỹ Ngân đưa thông tin tới cho quý vị luôn ha. Dạ, thưa quý vị ơi, giá cả thì lúc nào chị em của chúng tôi cũng muốn mang lại cho quý vị niềm vui trên cái giá cả. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo này, quý vị nhớ nha, sản xuất tại đất nước Nhật nha quý vị. Và bây giờ chúng tôi cho quý vị cái số điện thoại để chuẩn bị đâu vào đó, khi mà chúng tôi nói giá là quý vị cứ gọi vào ngay nha quý vị. Dạ, 714-277-0209. Thì chị Mỹ Ngân sẽ nói với quý vị về một cái chia sẻ một chút xíu. Tại vì Khánh Anh nói thì chị Mỹ Ngân nhớ, sực nhớ ngay. Thì chia sẻ chút xíu để cho chúng ta cũng cảm thông với nhau. Thưa quý vị, không phải là một người mà dường như là cũng vài ba người, vài ba cô chú mà chị Mỹ Ngân đã quen biết. Thì có một ngày đẹp trời, cô nói là cô có trái cây cho Mỹ Ngân ơi, đến nay cô cho trái cây ăn. Thì tính mình lại là thích trái cây, quý vị biết không? Khi mà đến nhà thì nhìn trên cái bàn của cô mỗi ngày ngồi đó, nguyên cả một bàn thuốc quý vị, đủ loại, đủ kiểu, đủ cỡ. Thì Mỹ Ngân mới nói wow, tại sao lại cô mua nhiều như vậy? Thì cô nói là Mỹ Ngân có biết không, khi mà mình không có được khỏe hết á, thì ai giới thiệu cái gì mình cũng muốn mua để thử. Và trong cái tâm niệm là cứ ước mong, cầu mong sao là một cái sản phẩm nào đó nó sẽ làm cho mình được khỏe. Cho nên cứ thử, cái nào cũng thử hết. Đến nỗi mà để nguyên cả một bàn rồi, cô lại hốt cô cho chị Mỹ Ngân cả bịch như vậy. Tại vì không thể nào mà uống hết được, mua rất là nhiều. Thì quý vị thấy không, trong cái tâm tư của một con người á, khi mà đã đến cái thời điểm mà sức khỏe nó đã xuống rồi á, thì lo sợ vô cùng và rất ao ước là sẽ chọn được một trong một cái sản phẩm nào đó để tránh làm cho mình khỏe. Chưa nói đến canh bệnh nha, mới có khỏe mà thôi. Thì cái ao ước của những cái người cô, người chú như vậy, ước ao chỉ được là may ra một cái sản phẩm nào cho mình khỏe thôi. Cho nên là mua rất là nhiều như vậy, rất là tốn kém. Nhưng mà chưa có một cái sản phẩm nào mà thực sự là mình cảm nhận là nó khỏe thật. Cho nên đau lòng lắm. Thưa quý vị, chúng ta không nên chờ đợi. Khi mà sức khỏe chúng ta nó đau xuống như vậy thì cái lúc đó cứ mòn mỏi chờ đợi mãi. Cho nên là chị Mỹ Ngân cùng Khánh Anh hy vọng rằng là chia sẻ những cái dòng sản phẩm của chúng tôi, mong quý vị uống ngay bây giờ. Những người cao niên thì không nói, những người trung niên chúng ta nên sử dụng ngay bây giờ. Để ngăn chặn, hoặc là cái tuổi khỏe, tuổi trẻ của chúng ta nó kéo dài đến một lúc nào đó, chúng ta cảm nhận là ô, bây giờ sao mình thấy sức khỏe mình nó tệ quá, nó xuống như vậy. Thì cũng có những cái sản phẩm đó, nó đã đi vào ở trong cơ thể của chúng ta, nó nuôi dưỡng từng cái tế bào. Thì chúng ta cảm thấy là những cái ngày mệt mỏi bệnh hoạn nó lâu tới. Cho nên là thưa quý vị, đông trùng hạ thảo cũng là một trong những cái sản phẩm mà rất là độc đáo, đem đến cho tất cả mọi người sức khỏe thật sự. Nhưng quý vị hy vọng rằng là quý vị nên chọn đúng cái loại nào để mà chúng ta chất lượng và tin tưởng. Cho nên là thưa với quý vị, chúng tôi đã chọn một sản phẩm sản xuất từ đất nước Nhật Bản. Cho nên là uống vào tự tin để mà đưa vào cơ thể của chúng ta khỏe thật sự nha quý vị. Cái quan trọng là rất là nhiều cái sản phẩm trên thị trường nói về sức khỏe, nhưng mà để lựa chọn một cái sản phẩm như thế nào, như chị vừa nói là cái cô mà có quá nhiều thuốc uống như vậy, thì để mà chọn lọc ra một cái sản phẩm đúng và nó trực tiếp đi vào cơ thể và hiệu quả sau một thời gian, nếu mà quý vị uống duy trì, thì Khánh Anh nghĩ là quý vị chọn một cái sản phẩm Cordyceps như thế này là hoàn toàn hợp lý. Và khi mà hợp lý rồi thì nói đến số tiền, mình sẵn sàng để mình bỏ ra một cái số tiền để mà mình đem cái sản phẩm đó về để mà phục vụ cho cơ thể của mình. Thì Khánh Anh nghĩ là với cái sản phẩm này thì mua 3 được tặng 2 nha quý vị, mua 3 hộp được tặng 2 hộp, 159 Mỹ Kim. Thì với Khánh Anh là nó không có quá cao, mà nó phù hợp với tất cả mọi người nếu như mà quý vị có nhu cầu để mà mình mua cái sản phẩm này. Chỉ có 159 Mỹ Kim thôi quý vị. Thật sự là một cái giá mà hết sức là rất là dễ dàng. Dạ đúng rồi. Ai cũng mua được. Một hộp là 10 chai. Một hộp là 10 chai.
thì mua 3 tặng 2 tức là được 5 hộp. 5 hộp như vậy là 50 chai. Dạ đúng rồi. Uống được 50 chai. Chục lần quý vị ơi. Thì cứ một ngày mình uống một chai thôi. Mà quý vị uống tới 1 tháng gần 2 tháng đó. Gần 2 tháng là 60. Dạ đúng rồi. Dạ gần 2 tháng đó quý vị. Cho nên là đến với cái giá tiền mà chúng tôi quảng bá đến cho quý vị thì không có mắc. Mà chúng ta nên nghĩ rằng là cái sức khỏe chúng ta thật sự là có nhiều người đổi lấy cả gian sang để lấy lại sức khỏe nhưng không bao giờ được. Không bao giờ được. Có thể nói là nó quá muộn rồi. Để mà cái lúc mà mình quá muộn rồi mình mới sử dụng cái sản phẩm thì em nói nó không bao giờ mà cứu vãn được, không có thể mà thay đổi được cái tình hình được. Cho nên là mình biết càng sớm thì càng mình hãy đến với chương trình của chúng tôi để mà mình sở hữu ngay những cái sản phẩm bồi bổ sức khỏe của mình. Tại sao chúng tôi đem lên đây rất là ít những cái sản phẩm? Tại vì chúng tôi cũng đã lựa chọn rất là kỹ, thưa quý vị, sàng lọc rất là kỹ những cái nào mà thật sự đem lại cái kết quả đặc biệt cho tất cả mọi người sử dụng. Chúng tôi không đem lên rất là nhiều, quý vị thấy không? Rất là nhiều nơi bày bán ra rất là nhiều những thứ này thứ kia. Thì các cô chú confused lắm, không biết cái nào như ra sao. Nhưng mà chúng tôi chỉ đem lên những cái nào mà đặc biệt nhất, chia sẻ đến quý vị để quý vị cảm nhận là ồ cái đó tự tin để mình sử dụng. Và nhất là giá cả, thì cái giá cả rất là đặc biệt, ai cũng có thể mua được, ai cũng có thể sử dụng được. Và cái niềm tin là những cái sản phẩm này nó xuất xứ từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu để chúng ta sử dụng là nó tốt, thưa quý vị. Cho nên một lần nữa số điện thoại hiện trên màn hình, lúc nào chúng tôi cũng chờ đón những cuộc gọi của quý vị. Và cũng cảm ơn một lời Khánh Anh và chị Mỹ Ngân, tuần lễ vừa qua, những ngày vừa qua, quý cô chú bác ở trên vùng Los Angeles, trên vùng mà San Diego cũng đã nghe, cũng đã nghe và đã xuống để ủng hộ cho chúng tôi. Đây là một cái niềm vui mà chúng tôi cũng cảm nhận rằng là ok, xung quanh của chúng tôi cũng có rất nhiều những tình thương mà đã theo dõi chị em chúng tôi, cũng ủng hộ. Và quý vị ủng hộ đúng chỗ, đúng nơi là vì chúng tôi nói rất là thật. Mà thương ha chị ha, tự nhiên khán giả nó là coi xong chương trình đó là đi xuống đây phải lặn lội đường xa lái xe xuống đó rồi tới để mà lấy cái sản phẩm của mình, chứng tỏ là người thật việc thật của hai chị em mình nói với khán giả, thì cái sự tin tưởng của khán giả dành cho chị em mình rất là nhiều. Cho nên là cũng từ đó là Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân sẽ những cái sản phẩm nào chúng tôi sẽ sử dụng cũng như là nghiên cứu thật là kỹ trước khi mà đưa đến những cái thông tin cho quý vị một cách chính xác nhất. Nói như vậy thì chị em chúng tôi lại mang một cái chức trách là nặng nề hơn. Dạ đúng rồi, là phải là người thử nghiệm hơn. Cho nên là phải sàng lọc rất là kỹ và càng cố gắng nhiều hơn nữa để mà tìm ra những cái sản phẩm thật sự công hiệu, hữu hiệu, đem cái bổ ích thật sự sức khỏe đến cho quý vị. Cho nên đây là cái chân lý mà chúng tôi lúc nào cũng vươn tới, là phải làm sao để cố gắng hơn nữa đem cái niềm tin đến cho quý vị qua những cái sản phẩm mà chúng tôi chia sẻ trên này. Cho nên là đông trùng hạ thảo ở khắp nơi, chỗ nào cũng có, góc đường nào cũng có, chứ không phải là chỉ riêng của chúng tôi. Nhưng mà cảm ơn quý vị đã đặt niềm tin, tin tưởng đến những cái sản phẩm mà chị em chúng tôi quảng bá cho quý vị những thời gian vừa qua, và hy vọng rằng quý vị vẫn tiếp tục sử dụng và ủng hộ cho chúng tôi trong chương trình Home Shopping của mỗi ngày. Ngày thứ tư và ngày thứ bảy chúng tôi làm live trực tiếp, và các fan ơi cũng nên share like cho chúng tôi đã được lan tỏa khắp nơi về những cái dòng sản phẩm mà chúng tôi đã chọn ra rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa là giá cả, thưa quý vị. Đó là về giá của sản phẩm Plus Cordyceps là dạng nước nha quý vị nha, concentrate cho quý vị. Thì đối với cái dạng Cordyceps dạng viên á quý vị, thì như quý vị cũng đã biết rồi, thì cái giá của chúng tôi là 75 đồng một chai. Thì khi mà mua 3 được tặng 2, tức là 5 lọ như vậy, thì quý vị chỉ trả chúng tôi với cái giá là 225 Mỹ Kim mà thôi. Thì tính ra một hộp thì cũng có 45 đồng quý vị. Thì Khánh Anh thấy là nó quá là hợp lý để cho quý vị lựa chọn. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái mùa dịch Covid này nó vẫn chưa có thuyên giảm. Vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý là mình tăng cường cái hệ miễn dịch cũng như tăng cường cái sức đề kháng cho bản thân của mình rất là cao. Cho nên cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà rất là
tốt để mà quý vị lựa chọn cho mình trong cái mùa Covid này? Nói đến cái từ mà đông trùng hạ thảo thôi thì quý vị đã nghe nó rất là gần gũi, thân quen rồi. Chị Mỹ Ngân cũng được biết là kể cả những em nhỏ nghe cũng còn nhớ nữa, đừng nói chi những người đã sử dụng lâu năm rồi. Thưa quý vị, từ ngàn xưa lâu năm, con người của chúng ta đã biết sử dụng đông trùng hạ thảo rồi, chứ không phải đến ngày hôm nay. Mà những ngày ấy thì nó rất là cao, nó không có quảng bá rộng rãi, những người dân giả bình thường không có cơ hội để mà sử dụng. Bây giờ thì tất cả mọi người chúng ta đều được quyền sử dụng. Vì sao? Vì bây giờ họ đã biết trồng rất nhiều, họ đã biết nâng cấp lên để mà đem lại một cái hiệu quả rất là cao cho tất cả con người của chúng ta sử dụng. Cho nên một lần nữa quý vị ơi, đông trùng hạ thảo rất là tuyệt vời, sản xuất tại đất nước Nhật Bản. Mà hôm nay trên chương trình, chỉ có trên chương trình Home Shopping của chị em chúng tôi quảng bá đến cho quý vị. Gọi ngay số điện thoại để quý vị được sở hữu một là nước, hai là viên nha quý vị. Số điện thoại lúc nào cũng hiện trên màn hình để chúng ta có thể gọi vào. Bên ngoài chúng tôi đều có nhân viên phục vụ cho quý vị bắt điện thoại mỗi ngày. Cho nên là quý vị gọi vào ngay nha quý vị. 714-277-0209. Và quý vị ơi, không dừng lại ở đó, thì hai cái sản phẩm này đều có quà tặng như nhau. Sự lựa chọn thứ nhất cho quý vị là option đầu tiên là quý vị là mua 3 được tặng 2, thì dạng nước là 3 hộp tặng 2 hộp là tổng 5 cộng hộp. 5 hoặc là dạng viên á, là quý vị mua 3 cũng được tặng 2 lọ là 5 lọ. Rồi nếu mà quý vị mình không có muốn lấy option đầu tiên thì mình mua 3 lọ mình cũng có thể là một là mình cái option thứ hai là mình tặng được cái sang phan bao. Tức là quý vị, nhiều quý vị là nhầm lẫn á, là mua 5 lọ đó là coi như là được tặng thêm cái sang phan bao, ví dụ chẳng hạn vậy. Thì không phải, tại vì cái đó là cái option đầu tiên. Còn cái option thứ hai đó là mình mua 3 lọ, đúng không quý vị, thì mình được lựa chọn là mình lấy cái dầu gội trong 5 phút thôi, vừa gội mà vừa nhuộm nha quý vị. Trong vòng 5 phút thôi thì quý vị sẽ có một cái mái tóc ống ả và cái màu như ý của mình. Thì chúng tôi có hai màu, một là màu đen và thứ hai là màu dark brown, tức là màu nâu đó quý vị. Hoặc là cái option thứ ba dành cho quý vị nữa, thì cái này chúng tôi chỉ tặng riêng cho nam giới mà thôi, chứ không phải là nữ giới. Đó chính là cái sản phẩm sang phan bao nha quý vị nha, dành cho nam giới với nhiều cái loại thảo dược ở bên trong mà Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân đã thường xuyên nói rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ không có nói lại cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà có những người có lần đầu nghe cho nên là mình cũng phải nhắc xin nhắc qua một chút xíu thôi quý vị. Thì các anh ơi, cái này nó gói gọn thôi, thì chị em chúng tôi muốn cho các anh biết được là cái công dụng của nó như thế nào, là bồi bổ sức khỏe cường tráng cho riêng phái nam. Và thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ ở trong cái thời điểm nào, tại vì trong này là tất cả những cái sản phẩm mà để mà chế tạo ra thì chị Mỹ Ngân thấy là hoàn toàn là những cái dược thảo bổ không à, bổ quý hiếm, cho nên nhưng độc quyền là có một cái chất đó cho nam mà thôi, cho nên chị em phụ nữ của chúng tôi không có được quyền đó, cho nên là không có được uống, chúng tôi ganh tị lắm. Nhưng mà hy vọng rằng là một ngày nào chúng tôi cũng sẽ mang về riêng cho chị em phụ nữ nha, được đặc quyền riêng cho phụ nữ, thì chừng đó chúng ta hưởng thụ. Còn bây giờ thì quý vị, nếu mà quý vị mua có thể tặng cho ông xã, rồi nếu không có ai tặng, tặng cho hàng xóm được không ạ? Tặng cho anh hàng xóm được không ạ? Được, nói vui chơi thôi thưa quý vị. Thì một trong hai dòng sản phẩm mà chúng tôi quảng bá đến quý vị nhiều nhất đó là đông trùng hạ thảo, và lát nữa đây sẽ có chương trình mà gọi là yến đó. Để cho quý vị thì cái phần sau mình sẽ nói về thì cái phần yến thì nha. Bây giờ đông trùng hạ thảo quý vị order ngay để cho một trong hai quý vị lựa chọn. Có hai cái phần quà mà vừa rồi nói qua, một là thuốc nhuộm tóc để cho cái tóc của chúng ta được đen, nếu mà cái chân tóc quý vị thường hay bị màu trắng trắng. Rồi. Qua một đêm suy nghĩ không biết thế nào mà tóc bạc. Mà một hộp 10 gói như vậy thì em thấy là sử dụng cũng khá là lâu. Mỗi lần một gói thì lâu được 10 lần quý vị. Hai là một cái sản phẩm cho nam giới tăng cường sinh lực để bảo vệ hạnh phúc tình yêu thưa quý vị. Vâng, và bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với chương trình quảng cáo của chúng tôi trong một vài phút, và Khánh Anh cũng như là chị Triệu Mỹ Ngân sẽ quay trở lại chương trình phần 2 ạ. Cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan, khiến bạn chịu nhiều áp lực rất lớn.
ăn uống và thể thao là cách mà Kim Hiền chọn cho mình để khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất. Richsonet cũng là một trong những thực phẩm mà Kim Hiền đã lựa chọn cho sức khỏe của mình. Kim Hiền muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt loại yến xào của Indonesia có chất lượng cao mà giá cả lại hợp lý. Richsonet đã trở thành thương hiệu yến xào, một trong 10 thương hiệu có chất lượng tốt nhất tại Mỹ. Tất cả được chế biến hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, sử dụng nguồn nước tinh khiết, không sử dụng. Xin giới thiệu đến quý vị một chiếc máy massage Trudy Tân Thời sản xuất năm 2020 với chức năng thư giãn giảm stress cho chúng ta. Bên cạnh đấy, máy massage Trudy Tân Thời còn trị liệu bệnh cho tất cả quý vị như là bệnh gai cột sống, bệnh của đường tiêu hóa và chữa chứng bệnh tê tay cho quý vị, nhất là những quý vị làm trong ngành nghề nails. Máy massage Trudy Tân Thời massage từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu của quý vị, giá gốc là 6.900 đô la nhưng hiện giờ chỉ còn 4.500 đô la. Và quý vị xem chương trình Khánh Trân sẽ giảm cho quý vị là 600 đô la cho một chiếc ghế. Khánh Trân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân xin cảm ơn quý vị lúc nãy giờ là đã coi những cái chương trình quảng cáo thương mại của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì để quay trở lại với chương trình phần 2 Home Shopping ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ nói riêng về cái phần yến, bởi vì đối với chúng tôi thì để lựa chọn một cái sản phẩm yến để mà vào thị trường Mỹ thì có thể nói là nó rất là khó khăn. Để được mà mang đến cho quý vị với một cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao, vẫn nguyên cái hàm lượng đó cho quý vị, thì đó là một cái phải nói là cái trọng trách của chúng tôi đó. Tại vì những cái sản phẩm thì phải bảo đảm về cái sự chất lượng cũng như là cái giá cả nó phải hợp lý đến cho người tiêu dùng. Thì chúng tôi cân nhắc rất là nhiều. Và ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị đó chính là cái sản phẩm Crystal Nest về yến. Yến mà sản xuất từ Indonesia thưa quý vị là một cái dòng sản phẩm mà cũng rất là quen thuộc. Yến thì ở khắp mọi nơi, kể cả Việt Nam của chúng ta cũng phát triển về cái yến rất là nhiều. Thưa quý vị, nhưng mà tại sao chúng tôi lại chọn một cái sản phẩm mà nó xuất xứ từ một cái đất nước cũng rất là quen thuộc, mà cái đất nước này hầu hết dường như những cái sản phẩm mà từ cái đất nước này á, là chúng ta nghe là tự tin sử dụng thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi chọn một cái sản phẩm mà quen thuộc mà đem lại cái hữu hiệu thật sự đến với tất cả mọi người. Nói đến yến thì chúng ta cái cảm nhận là yến đem lại cái sức khỏe thật sự từ những người trung niên đến cao niên, và nhất là quý cô chú bác cao niên. Ai cũng sử dụng yến. Chị Mỹ Ngân thấy dường như là không có người nào 10 người hết 9 người em, rồi em, ngày xưa đó, cái lúc mà em ở Việt Nam đó thì nhiều người họ nói chung là họ không có một cái nhìn đó, kiểu như là tổng quát. Thì họ cứ nghĩ là cái yến này chỉ dành cho những người lớn tuổi thôi, có nghĩa là sau 45, sau 50 tuổi thì uống. Nhưng mà thực ra họ nói như vậy là không đúng, tại vì từ trẻ em, từ rồi đến những người trẻ tuổi, rồi phụ nữ sau sinh và tất cả các cô chú lớn tuổi thì tất cả mọi người đều sử dụng được. Đó. Thì cái sự bổ dưỡng của nó như thế nào thì quý vị cũng đã biết rồi. Chứ còn nhiều người nói là sau 45 tuổi, sau 50 tuổi thì Khánh Anh thấy cái điều đó nó không chính xác. Chắc chắn là vậy. Cũng như những cái mẫu chuyện mà chị Mỹ Ngân vừa chia sẻ đến quý vị đó. Không đợi đến khi mà cái tuổi mà chúng ta cảm thấy cái sức khỏe của mình nó đau xuống, nó mệt mỏi, nó đau nhức nó thế này thế kia chúng ta mới sử dụng. Thì chừng đó nó cũng hơi muộn. Không quá muộn nhưng là hơi muộn. Có còn hơn không thưa quý vị. Cho nên là quý vị những cái thời gian trước có khi là chúng ta không có đủ điều kiện để sử dụng nó. Thì bây giờ ai cũng đủ điều kiện được hết. Những cô chú mà cao niên, có thể là những cái tiền già đó, mình để dành mình uống được. Ai cũng mua được thưa quý vị. Cho nên là không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt giới tính, không có phân biệt ở thời điểm nào, bất cứ trong thời điểm nào, trời nắng, trời mưa, trời âm u thế nào, chúng ta cũng sử dụng được yến. Vì yến là một cái sản phẩm mà
nó đem lại cái sức khỏe thật sự cho con người chúng ta quý vị. Nó nuôi đến từng cái tế bào nhỏ lớn ở trong cơ thể của chúng ta thật sự luôn. Yeah. Cho nên nói đến yến thì chúng tôi quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là quý vị đã biết cái công hiệu của nó như thế nào rồi. Không cần phải phân tích nhiều, mà chủ yếu là chúng tôi đem lại cho quý vị cái sản xuất từ đâu và cái giá cả như thế nào để chúng ta lựa chọn. Cho nên là chị em của chúng tôi nói từ đầu rồi, không có đem nhiều mà chỉ đem một vài những cái dòng sản phẩm độc đáo thực sự đem lại sức khỏe cho con người chúng ta để chúng ta tự tin sử dụng. Thì yến mình sử dụng nhiều hình thức phải không Khánh Anh? Dạ đúng rồi, dạ. Yeah. Yeah. Rất là mình nhiều có thể ăn cháo bỏ vào cũng được, nữa đơn giản thôi. Rồi. Cái cái original luôn, truyền thống của mình á là cái chưng với là đường vàng. Là chưng yến với đường vàng, nhưng mà sau này thì nó rất là phổ biến và có nhiều cách chế biến khác nhau. Ví dụ như chị nói là làm cháo yến nè, hay là làm chè dưỡng nhang nè. Thì quý vị biết là cái chè dưỡng nhang rồi, nó giống như là cái chè nhãn nhục gì đó. Thì nó có táo tàu, rồi nó có nhãn, rồi nó có nho nè, rồi nó có cái trái goji á, cái đó gọi là kỳ tử, em nhớ rồi. Cái đó là gọi là kỳ tử đó. Thì mình cho một cái lượng yến vào nữa thì mình khuấy lên thì mình ăn, và mình có thể bỏ đường phèn. Quý vị nhớ là đường phèn nha, chứ mình đừng có để cái đường thường thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe của mình. Mình dùng đường phèn đó. Rồi ngoài ra mình còn làm súp yến nữa. Súp yến giống như là cái dạng súp cua vậy đó, nó sệt 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 như vậy. Thì cái đó ăn hơi bị hao đó nha. Trời ơi, rất là hao luôn. Đó là cái súp yến hơi bị hao. Nhưng mà mình làm tô nhỏ thôi, mình làm cho mình tô, rồi ông xã mình một tô. Dạ, mình nấu chè mình bỏ vô, rồi mình nấu súp mình bỏ vô, mình nấu cháo mình bỏ vô. Thì chúng ta có thể ăn một cái tai yến như vậy, chúng ta có thể ăn được hai lần nha quý vị. Dạ, để mình vừa đủ thôi. Chứ không phải là tiết kiệm, nhưng mà nó vừa đủ. Mình chế biến lượng một lần, mình chế biến một lần một tai, rồi sau đó nếu mà mình chỉ có một mình thôi thì mình sẽ ăn một nửa, còn một nửa là mình để ở tủ lạnh, mình bảo quản ngăn mát ở tủ lạnh. Rồi cách 2 tới 3 ngày sau á thì mình ăn một lần nữa. Thì tính ra là một tuần mình ăn một tai hoặc là hai tai gì cũng được, nói chung là tùy theo mình thôi. Nhưng mà tốt nhất là ít nhất trong một tuần quý vị phải sử dụng yến hai lần để mà mình duy trì cái sức khỏe của mình. Thì đối với yến quý vị thì quý vị biết là nó giúp cho mình tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng nè. Rồi nó còn có cái chất là glucosamine, nó sẽ giúp cho những ai mà nó ngăn chặn cái quá trình là thoái hóa cột sống hay là những cái xương khớp trong cơ thể của mình, đặc biệt là các cô chú lớn tuổi. Và ngày nay thì Khánh Anh biết là các những cái người trẻ tuổi 30 mấy 40 tuổi vẫn bị thoái hóa cột sống hay là vẫn bị khớp rất là nhiều, chứ không phải là mình nói là trẻ là không bị đâu nha quý vị nha. Đúng rồi. Những cái căn bệnh thì thật sự nói đến không phải là tuổi tác mà là tại sao chúng ta bị. Thưa quý vị, cho nên nó đến bất cứ ở cái thời điểm nào, ở lứa tuổi nào, nó cũng bị hết. Cho nên là bất cứ ở thời điểm nào, bất cứ ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng phải bồi bổ sức khỏe cho chúng ta là chính. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi cũng muốn nói đến yến, nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở đến quý vị đây là tuần trước rất là vui, là vì cái giá cả. Mình đã được đem một cái giá đặc biệt cho quý khán thính giả, và hôm nay cũng có một cái giá cả nó hơi khác hơn một chút xíu, phải không? Đúng rồi. Cho nên là quý vị nên nhớ nha, quý vị mà xem chương trình ở cái thời điểm nào thì tính theo cái thời điểm đó. Dạ, đúng rồi. Cho nên có nhiều lúc mà chúng tôi có chương trình mà xin hãng được sale một cái giá đặc biệt thì quý vị nên chụp lấy thời cơ liền, mua để dành đó, không có ế một lúc nào đó nó không còn cái giá đó. Như là đến lúc này nè, nó không còn cái giá như... bây giờ không có còn cái giá không còn cái giá nữa. Như là đó. Là hôm thứ tư nữa. Đó, cho nên là cũng không sao, nhưng mà nó cũng lên chút đỉnh thôi thưa quý vị. Tại vì tùy theo cái thời điểm mà chúng tôi xin cho quý vị, chúng tôi cũng hết sức hết lòng để mà tạo cái điều kiện cho quý vị được cái giá rẻ, là chúng tôi đem cái niềm vui đến cho quý vị rồi. Không gì bằng giá cả. Nhưng hôm nay á thì giá nó lại trở lại cái giá ban đầu rồi. Dạ đúng rồi. Thì khi mà quý vị mình mua một hộp á, là giá của chúng tôi là 650 Mỹ Kim, nhưng mà mỗi người thì được mua hai phần như vậy, mỗi người mua được hai hộp, thì giá của chúng tôi ngày hôm nay là nếu mà mua hai hộp thì 550 Mỹ Kim một hộp, thì hai hộp như vậy là 1,100 đó. Thì quý vị sẽ tiết kiệm hơn là khi mà quý vị mua một hộp đến 650 Mỹ Kim. Chắc chắn rồi, quý vị đã thấy trên màn hình hiện ra cái giá cả rất là rõ ràng. Thì nói chung mình cũng tiết kiệm được 100 đô phải không ạ? Nếu mình mỗi người được
mua hai hộp thôi quý vị ơi. Yeah. Tại vì trong cái thời điểm này thật sự là hàng chúng tôi về rất nhiều, nhưng mà quý vị đã chuyển tải đi cũng rất là nhiều. Yeah. Những vị khách nào ở gần xung quanh gần gần đây khoảng năm mai thì chương trình của chúng tôi sẽ mang đến tận nhà cho free quý vị, free shipping. Yeah. Orange County. Yeah, chỉ trong cái khu vực Orange County thôi, chúng tôi sẽ mang tới nhà cho quý vị luôn, cũng như là free shipping cho quý vị. Yeah. Còn những vị khách ở xa thì thật sự Yến này nó cũng không có nặng đâu. Này trong một cái hộp như thế này nó cũng không có nặng lắm đâu. Dạ, cho nên thì gửi đi thì cái tiền shipping nó cũng không bao nhiêu. Không bao nhiêu. Dạ, thì quý vị ở các tiểu bang, ở những vùng xa thì chúng tôi cũng có thể gửi đi cho quý vị được. Với cái chương trình mà chúng tôi mang đến tận nhà chỉ dành riêng cho những người ở gần gần đây, và với cái giá cả hôm nay thì cũng xin tất cả quý vị, những người nào mà được ưu tiên mua cái tuần lễ vừa rồi thì bữa nay rất là lucky, phải không? Dạ đúng rồi. Dạ hôm nay cháy hàng, hôm bữa là cháy hàng luôn. Không còn hàng nữa. Cho nên là hôm nay cũng còn một số ít thôi, chúng ta có thể sử dụng, và Tết thì chúng tôi sẽ về những cái hàng khác cho quý vị. Hôm nay quý vị gọi vào ngay số điện thoại để order, không biết là một ngày nữa là cái giá nó không được bớt 100, nó trở lại cái giá là 650. Dạ đúng rồi. Dạ thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên là quý vị nên nhớ nha, theo dõi chương trình của chúng tôi, lúc nào là sử dụng theo cái lúc đó. Dạ, để mình khỏi phải complain nha chị em chúng tôi thì tội nghiệp. Dạ đúng rồi. Vâng, và cái sản phẩm này thì được FDA cũng như là USDA được chứng nhận, cho nên quý vị yên tâm là, và cái xuất xứ của nó là từ Indonesia, cho nên quý vị mình yên tâm là sản phẩm rõ nguồn gốc, và cũng như là cái sản phẩm rất là chất lượng khi mà được nhập vào thị trường Mỹ. Thì đối với tất cả mọi người á, nếu mà trong cái mùa Covid này á, thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phổi của mình rất là nhiều. Nếu mà mình không có tăng cường cái sức đề kháng thì về gan, thận cũng như là về phổi, thì quý vị ơi nên mua cái sản phẩm Yến này để mà mình ngăn chặn về cái những cái virus nó tấn công vào trong trực tiếp phổi của mình, thì nó sẽ làm cho mình có những cái triệu chứng ví dụ như ho chẳng hạn. Và nó đặc biệt hơn nữa là khi mà tất cả các chị em sau sinh của mình á, khi mà sinh em bé xong thì mất quá nhiều máu, hay là những chị em phụ nữ mà để mổ đó thì cũng phải sau một tháng tới một có nhiều người là hai tháng hơn nữa mới phục hồi cái vết mổ. Thì quý vị biết là khi mà sử dụng Yến này thì cái vết mổ đó quý vị hồi phục sau sinh rất là nhanh chóng, và đặc biệt hơn nữa là nó tăng cường cái sự ham muốn của những cặp vợ chồng trong cuộc sống gia đình. Thì nó sẽ không có như là cái sang phan bao là dành cho nam giới. Nhưng mà cái Yến này thì nếu hai vợ chồng cùng ăn đó thì sau một thời gian nó sẽ tăng, nó kích thích lên cái sự ham muốn, giống như chị thấy là vua chúa ngày xưa đó. Thì thường là trong những cái buổi yến tiệc thì thường họ hay ăn rất là nhiều yến, hay là làm những cái phần quà để biếu cho người này người kia. Thì đó là lý do tại sao mà cái yến nhìn mình thấy nó cái hình hài của nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà khi mà quý vị biết ăn vào thì nó giúp cho mình chữa trị được và ngăn chặn được những cái vấn đề về sức khỏe. Nó rất tăng cường sức khỏe thưa quý vị, cho nên là nói liên quan đến cái thời điểm này thì chúng tôi cũng thật sự là rất là buồn cho những vị cao niên, là vì nó cái mùa lạnh thôi chứ đừng nói chi Covid, nó dễ xâm nhập vào trong phổi, các vị là dễ bị ho. Cho nên là thưa quý vị, những cái người cao niên cái sức đề kháng chống chọi nó yếu lắm, không bằng những cái tuổi trẻ trung niên. Cho nên tại sao trong cái thời điểm này thì những người cao niên lại lần lượt ra đi nó nhiều hơn rồi, đó. Cho nên là thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đến quý vị là một trong hai cái dòng sản phẩm rất là quý hiếm mà chúng tôi đem lên đây để chia sẻ, chúng ta nên sử dụng trong mỗi ngày từ tuổi trung niên trở lên cao niên, bất kể lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng được, không có đòi hỏi là phải cao tiền quá chúng ta không sử dụng được, hay là khi mà chúng ta bệnh hoạn chúng ta mới sử dụng được, ngay trong lúc chúng ta còn đang khỏe mạnh như thế này để nuôi dưỡng từng cái tế bào ở trong con người của chúng ta, và nhất là cái cơn bệnh phổi quý vị, nó bổ phổi rất là nhiều. Cái lá phổi của chúng ta được thỏa mãn cho cái thở, hơi thở của chúng ta là hơi thở khỏe, hơi thở mạnh, và cái lá phổi được
khỏe thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà nó bổ rất là nhiều cho cái lá phổi thưa quý vị. Mà không những là nó giúp cho cái sức khỏe của mình nhiều rồi mà nó còn giúp cho cái làn da của mình cũng đẹp nữa. Đúng rồi. Nó cải thiện được rất là nhiều quý vị. Nào là cái làn da của mình được săn chắc nè, rồi nó tăng cường cái nó sản sinh ra cái collagen cho cái da của mình, có được cái độ ẩm nhất định trên cái làn da, không có bị khô da. Và những ai mà thường hay có về mụn nè, tàn nhang hay là những cái đồi mồi á quý vị, thì nó cũng sẽ làm giảm đi những cái sắc tố đó nó ở trên gương mặt mờ của mình dần. Nó xóa mờ dần những thì cái... mình duy trì sau một thời gian thôi là cái da của mình mịn màng và nó hồng hào luôn. Nói như vậy chị Mỹ Ngân cũng nghĩ là cũng gặp một vài cô cổ khoe nha, cổ khoe, cổ nói là hôm nay thấy da tôi thế nào, nói ồ bữa nay thấy da cô có vẻ là hồng hào đỏ đẹp ra nữa, cô nói nhờ tôi ăn yến đó. Cổ khoe là nhờ ăn yến đó quý vị. Mà thật sự như vậy, cho nên là chị em phụ nữ bên phái nữ của chúng tôi rất là yêu chuộng cái yến này, và để mà chúng tôi hưởng thụ và sở hữu được vừa là cái sức khỏe mà vừa cái làn da thật là đẹp. Và cũng mét bảo quý anh biết được thì cũng nên ăn để có làn da đẹp nha. Dạ đúng rồi. Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân nè, đó Khánh Anh là mới cũng 28-29 tuổi thôi, nhưng mà cũng rất là chăm chút về cái sức khỏe của mình, không những uống những cái sản phẩm supplement ví dụ như là dược thảo như thế này, và ngoài ra Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân cũng phải cung cấp thêm cho cái sức khỏe của mình, đặc biệt là cái mùa lạnh này nữa, về cái sản phẩm yến. Thì đó là những cái sản phẩm mà có thể nói là không phải là Khánh Anh và chị Trường Miếng Ngon phải đợi đến một cái thời gian nào đó để mà mình ăn đâu. Không phải, ngay từ lúc này, có thể là sớm hơn nữa, Khánh Anh đã sử dụng cái yến rồi, để mà duy trì cái tuổi thanh xuân của mình cũng như là cái làn da của mình. Và lúc nào mình cũng tươi tắn và lúc nào cái sức khỏe của mình nó cũng tốt đó. Thì đó là lý do mà Khánh Anh và chị Triều Mỹ Ngân là những người mà có thể nói là tiên phong để mà sử dụng sản phẩm này. Cách đây mấy năm thì chị Mỹ Ngân thường là mua ở Việt Nam thưa quý vị, tại vì mình biết cái nguồn gốc mà người nuôi yến. Thì bây giờ ở đây mình đã có sẵn rồi thì mình không có cần lấy ở Việt Nam nữa, cho nên là sử dụng cái sản phẩm này từ Indonesia. Thì hôm nay chúng tôi cũng muốn trân trọng đến quý vị hai dòng sản phẩm mà thôi, cho nên mọi chi tiết quý vị order hàng nhớ gọi số điện thoại trên màn hình nha. Và có lẽ là cũng không còn thời gian chia sẻ nữa Khánh Anh. Quý vị nhắc lại một cái giá một lần nữa đi ha. Nếu mà quý vị mua một hộp là 650 Mỹ Kim nha quý vị nha. Và mỗi người được mua 2 phần thì giá của chúng tôi dành cho quý vị chỉ có 550 Mỹ Kim một hộp mà thôi. Vâng, và đến đây thì Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân cũng xin được chào tạm biệt quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị trong thứ tư tuần tới. Sẽ có nhiều cái nhiều điều để nói tới quý vị nhiều hơn. Bây giờ xin ân ái chào tạm biệt.